Dù có mặt trong top 4 nhưng phong độ trong quãng thời gian gần đây của Aston Villa vô cùng trôi sụt. Trận thua 1-3 trước Chelsea mới đây đã là thất bại thứ hai liên tiếp trên sân nhà với cùng một tỷ số. Tính rộng ra, đoàn quân của Unai Emery đã có 4 thất bại trong tổng số 5 trận gần nhất. Thắng lợi duy nhất mà đội chủ sân Villa Park giành được lại không mấy vẻ vang khi đối thủ của họ chỉ là đội bóng đang đội sổ Sheffield United. Vòng 24, Aston Villa sẽ tiếp đón Manchester United, đội bóng vừa mới đánh bại họ ở trận luồng dòng đầy kịch tính hồi tháng 12 năm ngoái. Cũng kể từ đó, Man United đã có những dấu hiệu hồi sinh rõ rệt, đặc biệt là khi các trụ cột quan trọng dần quay trở lại giúp sức cho đội bóng. Sau mùa giải đầu tiên được xem là khá thành công, năm thứ hai làm việc tại sân Old Trafford của Erik ten Hag lại gặp quá nhiều sóng gió. Man United bị loại liên tiếp ở các đấu trường mà mình có mặt, từ Champions League cho đến Carabao Cup, đấu trường mà họ đang là đương kim vô địch. Không những thế, mọi chuyện ở ngoại hạng Anh còn tệ hơn rất nhiều khi Quỷ Đỏ liên tục xảy chân ở những trận đấu tưởng chừng như chẳng có gì khó khăn cả. Điểm sáng hiếm hoi của Man United ở mùa giải năm nay chính là sự tỏa sáng của cầu thủ trẻ tuổi. Ten Hag khá chật vật trong việc định hình lối chơi của Quỷ Đỏ. Thế nhưng ở khoản phát hiện và nâng tầm các thủ trẻ thì chiến lược gia người Hà Lan lại rất mát tay. Trước đó là Garnacho, gần đây nhất là tài năng trẻ Kobbie Mainoo cũng có những bước phát triển vượt bậc để có mặt trong đội hình chính thức một cách thường xuyên. Dù Aston Villa và Man United đang có phong độ hoàn toàn trái ngược, nhưng không vì thế mà trận đấu trở nên dễ đoán. Mỗi vị trí trên sân sẽ là một điểm nóng cực kỳ đáng mong đợi, nhất là người ta sẽ mong chờ những khoảnh khắc tỏa sáng xuất thần của những ngôi sao trẻ. Cái tên đầu tiên phải kể đến chính là Rasmus Højlund, mũi nhọn rất đáng gờm trên hàng công của Quỷ Đỏ. Thời điểm gia nhập nhà hát của những giấc mơ, cái mác 72 triệu bảng đã đè nặng lên đôi chân của tiền đạo trẻ người Đan Mạch. Dù rất cố gắng qua từng trận đấu nhưng mãi mà cầu thủ sinh năm 2003 vẫn không thể mở tài khoản ở ngoại hạng Anh. Trận lượt đi gặp Aston Villa chính là khoảnh khắc định mệnh đã khai mở cái duyên ghi bàn cho Højlund. Phải mất 1027 phút có mặt tại hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù, cựu tiền đạo Atalanta mới có được bàn thắng đầu tiên. Nhưng sau màn chờ đợi dài dằng dặc đó, người hâm mộ Quỷ Đỏ có thể cảm thấy những gì mình mong đợi ở chân sút người Đan Mạch là hoàn toàn xứng đáng. Kể từ đó, Højlund liên tục nổ súng và lập công cho Quỷ Đỏ ở 4 trận đấu liên tiếp. Đây cũng chính là một kỷ lục mà chưa một tiền đạo trẻ nào của Man United thiết lập được. Điều quan trọng nhất lúc này là những áp lực của Højlund đã được cởi bỏ hoàn toàn. Những cố gắng, nhiệt tình cộng với trạng thái tự tin đang có ở thời điểm hiện tại sẽ giúp tiền đạo sinh năm 2003 trở thành một mũi khoan đáng sợ trên hàng công của Quỷ Đỏ. Như đã nói, điểm sáng của trận đấu này đều do các cá nhân trẻ tuổi chiếm giữ. Cái tên tiếp theo hứa hẹn sẽ gây ra sóng gió cho hàng thủ của Aston Villa chính là Garnacho. Cú đúp vào lưới West Ham vòng đấu trước đã nói lên tất cả, được bố trí thi đấu trái sở trường. Thế nhưng sao mai người Argentina vẫn tỏa sáng rực rỡ. Phong độ ấn tượng này hứa hẹn sẽ được Garnacho tiếp tục trình diễn trong chuyến hành quân sắp tới đến sân Villa Park. Sự xông xáo của tiền đạo người Argentina chính là một thứ đã giúp anh giành lấy suất đá chính của Marco Rashford ở bên cánh trái. Dù cho một vài trận không trực tiếp kiến tạo hay ghi bàn, Garnacho vẫn có những đóng góp cực kỳ quan trọng trong lối chơi của Quỷ Đỏ. Cầu thủ trẻ tiếp theo của Quỷ Đỏ sẽ khiến cho Aston Villa cần chú ý rất nhiều chính là Kobbie Mainoo. Phải công nhận rằng nhìn cái cách mà Sao Mai sinh năm 2005 thi đấu, chẳng một ai dám tin Mainoo chỉ mới xuất hiện trong đội 1 của Man United trong khoảng thời gian ngắn. Cầm bóng tự tin, phong cách thi đấu đĩnh đạc là những yếu tố giúp sao trẻ người Anh chiếm trọn được niềm tin của ông thầy người Hà Lan. 7 trận gần nhất tại Premier League, Kobbie Mainoo đều xuất phát trong đội hình chính thức của Quỷ Đỏ và trong tất cả những lần đó, tiền vệ người Anh đã chứng minh được giá trị của mình. Nổi bật là trong chiến thắng 4-3 trước Wolves, Mainoo đã có một pha solo cực kỳ đẳng cấp giữa một rừng áo vàng trước khi tung ra cú cưa lòng hiểm hóc đem về 3 điểm trọn vẹn cho Quỷ Đỏ. Chứng kiến những gì Sao Mai người Anh đang thể hiện, huyền thoại Quỷ Đỏ Rio Ferdinand đã ca ngợi: "Tôi không nói Mainoo có khả năng tương tự hay giống một ai đó. Tuy nhiên, cậu ấy mang đến cho tôi những dung cảm giống như Seedorf. Cách Mainoo di chuyển và xử lý quả bóng, cũng như đôi khi sử dụng cơ thể để lắc người thoát pressing thật ấn tượng. Thi thoảng Mainoo rất khó nắm bắt nhờ khả năng kiểm soát và nhận thức để chọn vị trí phù hợp." Cùng với sự trở lại của Casemiro, Mainoo đang được hỗ trợ rất nhiều để có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Hình ảnh Garnacho, Højlund và Mainoo khoác vai nhau ăn mừng trên tấm biển quảng cáo đã để lại một ấn tượng khó phai cho người hâm mộ về một thế hệ mới có thể viết nên những trang sử vẻ vang tiếp theo cho Quỷ Đỏ. Mũi đinh ba trong trận đấu này của Man United nhiều khả năng sẽ là Rashford bên cánh trái, Garnacho bên cánh phải và thi đấu cao nhất là Højlund. Tốc độ chính là điểm có thể tạo nên sự khác biệt của bộ ba này.
Những thống kê cho thấy Garnacho có trung bình 29,53 pha chạy nước rút mỗi 90 phút, trong khi con số của Højlund và Rashford lần lượt là 23,2 và 19,67. Tốc độ ghi nhận cao nhất của mỗi cầu thủ lần lượt là 35,01, 35,45 và 34,55 km/h. Bên phía Aston Villa, niềm hy vọng hàng đầu của họ sẽ là Oli Watkins. Tính cho đến thời điểm hiện tại, tiền đạo người Anh đã có được tổng cộng 11 bàn thắng và 10 pha kiến tạo, một hiệu suất hết sức tuyệt vời. Dù cho có một khoảng thời gian tịt ngòi, thế nhưng Watkins đã trở lại rất đúng lúc với cú đúp vào lưới của Sheffield ở vòng đấu trước. Hơn thế nữa, khát khao chinh phục kỷ lục ghi bàn mới cũng sẽ là một nguồn động lực to lớn cho tiền đạo người Anh. Với 51 bàn thắng có được cho Aston Villa, Watkins đã xếp thứ 3 trong danh sách ghi bàn của đội bóng này, đứng sau Dyer và Gabi Abolhor với lần lượt là 60 và 74 bàn. Nếu như tiếp tục duy trì phong độ này không sớm thì muộn, Watkins sẽ san bằng hoặc thậm chí là vượt qua người đang đứng thứ 2. Đó sẽ là nguồn động lực lớn lao để tiền đạo sinh năm 95 thể hiện hết mình. Khi tôi ký hợp đồng mới với câu lạc bộ, điều tôi luôn hướng tới là trở thành chân sút vĩ đại nhất của câu lạc bộ. Tôi cảm thấy bản thân mình đang có những sự tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên và đội bóng này. Rõ ràng là tôi cảm thấy mình đang già đi, nhưng lối chơi của tôi đã trưởng thành hơn. Vì vậy, tôi có rất nhiều mục tiêu muốn đạt được. Trước mắt là vượt qua kỷ lục của Gabi, Watkins chia sẻ. Trận đấu này, Man United sẽ không có được sự phục vụ của Lisandro Martinez do tái phát chấn thương. Dẫu vậy, không có gì quá đáng lo ngại khi họ vẫn có bộ đôi Varane và Harry Maguire. Kể từ đầu mùa, Maguire đã lột xác hoàn toàn khi thể hiện một sự chắc chắn đáng kinh ngạc. Chấn thương của trung vệ người Anh đã khiến Ten Hag rất đau đầu trong bối cảnh trước đó họ đã mất quá nhiều trụ cột. Sự trở lại của Maguire lúc này là rất đúng thời điểm, dù không mạnh về mặt tốc độ, nhưng những tình huống ra quyết định của cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11 cực kỳ chính xác. Đó sẽ là một điểm then chốt giúp Maguire kiềm tỏa được sự nguy hiểm của Oli Watkins. Dù được thi đấu trên sân nhà, thế nhưng hai trận thua liên tiếp với cùng tỷ số 1-3 khiến cho nhiều người lo ngại về một trận đấu vất vả của đoàn quân huấn luyện viên Unai Emery. Nhất là với một hàng thủ dâng cao, bẫy việt vị của đội chủ sân Villa Park rất có thể sẽ phản tác dụng. Ten Hag cũng đang cho thấy quyết tâm của mình tối đa. Trong buổi họp báo trước trận đấu, cựu huấn luyện viên Ajax tỏ rõ mong muốn giành chiến thắng trước đội chủ nhà. Từ đầu tháng 1, tôi đã nói với cầu thủ rằng kể từ giờ, trận đấu nào cũng là một trận chung kết. Vì thế, trận đấu ở Villa Park tới đây trước Aston Villa cũng là chung kết. Cả hai đội đều đang rất cần chiến thắng trong thời điểm này. Đối với Quỷ Đỏ, 3 điểm sẽ là điều cần thiết để họ tiếp tục duy trì hy vọng lọt vào top 4. Còn đối với Aston Villa, đó sẽ là một lời khẳng định rằng không hề là một hiện tượng nhất thời. Với những điểm nóng đáng lưu tâm ở trên sân, trận đấu hứa hẹn sẽ chiêu đãi người hâm mộ bằng những diễn biến kịch tính nhất, giống như những gì đã diễn ra ở trận lượt đi.